sai lầm khiến sốt xuất huyết diễn biến nguy hiểm hơn. Chủ quan không đi khám bệnh, sốt xuất huyết được chia thành 3 mức độ, nhẹ, có dấu hiệu cảnh báo và nặng. Thì dù là mức độ nhẹ được chỉ định theo dõi tại nhà, người bệnh vẫn cần đi khám để được chẩn đoán và theo dõi vì bệnh có thể tiến triển từ mức độ nhẹ sang nặng. Sốt xuất huyết ở mức độ nặng có thể gây ra biến chứng như sốt huyết nội tạng, tổn thương não, tổn thương gan thận, thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Sau giai đoạn sốt cao chính là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh, nghĩa là sau 2 đến 7 ngày, phần lớn người bệnh đã hết sốt và cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đây lại là giai đoạn tiểu cầu giảm và thoát huyết tương. Triệu chứng bắt đầu nhận rõ như xuất huyết dưới da, chảy máu cam. Tùy vào mức độ cũng như là biến chứng của bệnh, người mắc có thể chảy máu nội tạng, tràn dịch màng phổi, xuất huyết tiêu hóa, sốc, thậm chí tử vong. Chính vì vậy thì đây là giai đoạn cần được bác sĩ theo dõi sát sao. Bệnh nhân cũng cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế vận động nặng, đi lại nhiều. Bệnh sốt xuất huyết do virus gây ra với 4 tuyếp, ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Vì vậy bạn có thể hiểu rằng một người có thể mắc sốt xuất huyết 4 lần trong đời với 4 tuyếp virus khác nhau. Và đừng lầm tưởng là chỉ mắc bệnh một lần trong đời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.